lên bờ, lên bờ, cái mày Vinh nha các bạn. Con tiếp theo của mình ha. Cái mày Vinh, cái mày Vinh. Nãy giờ ăn nổ phao giật chặt lắc hoài. Hello, xin chào mọi người. Giờ mình đang mới tới điểm câu ha. Giờ đang mới xuống cần nè. Đó, cần đây, cần câu của mình. Cần 5m4. Đây đó, mặt mình bữa nay đi câu trùng có một cần thủ không ngờ đang ngẫu đây hoài nè. Đó các bạn. Để quay máy lên video cho các bạn coi. Rất là hiền nha. Phái đi câu rất là hiền. Nó phao mình cá đang ăn lúc phao nha các bạn ơi, lúc phao nha. Dính. Cái cây trời ơi. Thầy chạy được chứ. Thầy cho chạy cá quá. Hiện tại trời đang mưa lâm râm nha các bạn. Phao mình cá đàn ghĩa nè. Có tim lên nè. Đó, quá tim lên rồi, chừng cá chơi nha. Thấy không ấy, em. Nó nghe phao á. Hay là lên cái cây nữa. Cá cây ra ngoài. Nổi phao kỳ ta. Đấy. Cá nút cái phao mình thụng thụng luôn ạ. Nó nổ phao luôn. Mày là thứ gì đấy kỳ trời. Cuối cùng cũng lên cá nha các bạn ơi. Cá mè Vinh ha. Chính cá mè Vinh nha. Mồi cám nha. Rồi sẽ gỡ thôi. Con cá mè Vinh đầu tiên. Nổ phao nãy giờ giật mới dính nè. Hai cá chặt rồi. Đang canh cá mà trời mưa quá các bạn ơi. Năng quá trời ăn luôn mà giật sao chặt lắc. Cái cá nhỏ cái gì nó ghẻ mồi. Hết mồi nữa rồi. Trời hiện tại mưa lâm râm nha các bạn ơi. Trời ơi, cái mày Vinh bắt đầu vô đó. Ghẻ đây này, ghẻ đây này. Hai phần của mình ba phao luôn. Phao của em cái bên cũng cá cũng đang ghẻ thôi nha. Thằng cá nó vô nàng ba cám kìa. Thức ăn kìa. Mới giải thức ăn xuống nhữ nó vô nàng quá trời luôn các bạn. Rồi bằng cái gì đó. Dữ rồi kìa. Quá trời ơi. Nó chạy qua dây của cơ. Cá có má này không gì đâu, có gì cả, cả luôn gì đâu. Cá rô xong nha các bạn. Con cá rô xong tiếp theo ha. Trời mưa lâm râm nữa, quay video khó quá. Rồi, lên hàng. Câu xong cao cỡ này nè, gần 2 mét nước mà nó ăn nè. Cá nó bu lại các bạn. Hôm nay mình câu xong ha. Nay để câu xong video clip mới rồi cho anh em rồi xem.
Gần đường lộ lớn luôn nè các bạn, gần lộ lớn luôn ha, cặp lộ luôn xe của mình đó. Lúc phao kỳ ta, cá đang lúc phao bạn, giật nãy giờ dính được hai con à. Cá nó mới ăn các bạn, bợ gần luôn rồi, nó ngã. Lên bờ, cái mày Vinh nha các bạn. Con tiếp theo của mình ha. Cái mày Vinh. Nãy giờ ăn nẩu phao giật chặt lắc hoài. Đó, cái mày Vinh nha, ở phao này nữa kìa. Phao nó lắc lắc nữa kìa. Rồi mình sẽ tranh thủ gỡ thôi, gỡ cái mày Vinh thôi. Mình sẽ quay tiếp cho anh em xem tiếp ha. Ôi cái cần này, cần này cá đang ăn nữa, lúc nữa. Trời ơi, chặt lắc. Nó sức cũ. Nẩu phao các bạn. Rồi, lên hàng, cá dảnh. Rồi, cá dảnh trắng nha. Lên hàng cá dảnh ha. Rồi mình sẽ gỡ thôi. Trời mưa các bạn ơi, mình sẽ tranh thủ gỡ thôi. Mình sẽ quay tiếp cho anh em cô bác và xem tiếp ha. Cá dảnh trắng rồi tiếp theo nha. Cá ăn nha các bạn ơi, cá ăn nha. Dính, có gì vậy? Rồi hô cá rô chạy vô bờ. Rồi con cá rô tiếp theo ha, mình sẽ gỡ thôi, mình sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Giờ lên thì cho đẹp nha. Cá đang ăn các bạn, ăn mồi dế nha các bạn. Rồi ơi, rồi chặt lắc hoài luôn á. Đang canh cá tiếp nha các bạn ơi. Lốp. Rồi đem đồ lại đánh có chết nó liền. Gì đấy? Mấy gì vậy đấy? Đâu cá? Mưa tới. Mưa tới. Mưa thẳng rồi. Tao dọn đồ nhiều lắm. Chú nào vô dọn đồ nhiều. Mấy mò nhỏ thôi, vừa có lửng thôi, ít mò nữa thôi. Rồi, không phải mình hạ tiện mò mà con cá nó ăn đâu mới được. Rồi có chút xíu.
chơi. Để kiếm đường đem vô bán anh xài. Để chơi nha các bạn ơi. Rồi, con cá chơi tiếp theo ha. Đậu qua đám cỏ mòm này câu lên cá. Cá lầu kiến. Đây nó tự vô vậy nữa rồi. Ừ. Không, trong cái vô. Ai bỏ dẹp xuống dưới bàn đi. Ai có dưới sườn dưới kìa nè. Đó, xuống dưới kìa câu. Ừ. Cá lầu kiến quá trời luôn lắm. Không có cá rô bạn ơi. Toàn cá lầu kiến cái gì không? Cảnh đã ghê luôn. Cảnh tuyệt vời. Thì không có cắn. Lên bờ con cá chơi tiếp theo nha các bạn. Chơi tiếp theo ha. Gỡ không? Biết gỡ không? Cầm đàng hoàng nó ngạnh đó nha. Gỡ quen câu cá chơi em gỡ không. Rồi, chào bạn.